Ngon thế nhỉ. Không, thế thôi là chín rồi. Làm số là mì mép xin. Mình bảo chỉ trò đét nưng. Chín rồi. Chỉ một đét này cái này. Đây, dũng dũng thật là đây này. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay tem của mình lại đi chơi này. Hôm nay tem của mình lại đi chơi suối nhá. Đi dã ngoại nhé các bạn. Ê, vào đón nhau đi. À, tem của mình hôm nay đông vui lắm. Đi chơi sông suối nha các bạn. Hôm nay anh em của mình sẽ đi chơi sông để đi dã ngoại, bắt cá sông để nướng ăn tại chỗ. Đây, ông này là thuyền trưởng nhá. Bố Trúc, thuyền trưởng. Đây, thuyền trưởng à? À đây thuyền trưởng kia, thuyền phó à? Ừ. Ông trò. Đây, hôm nay anh em của mình đi chơi là mang theo lưới để bắt cá. Em của mình hôm nay đi chơi sông Đầm Na nhé các bạn. Đây là sông Đầm Na, nhiều cá lắm các bạn ơi. Anh em mình thả lưới được rất nhiều cá nha. Anh em mình sẽ nướng cá ăn. Ui rồi, cá khỉ với cá bò. Cá bò đi trước à? Còn cá lăng nha các bạn ơi. Hai con, có một con to hơn nữa đấy. Còn cá lăng. Có một con to nữa mà. Cá lăng nha các bạn ơi, cá lăng khổng nha. Con này thì tuyệt vời rồi, con này là cá đặc sản nhất ở trên Tây Bắc nha các bạn. Con đốm này là cá lăng đốm, đặc sản trên Tây Bắc. Có một con nhỏ nữa. Anh Hải nhá, anh Hải tận Thái Bình, đấy, cũng lên đây chơi. Anh Hải chị Toan nhá. Đấy, anh chị ở tận Thái Bình lên chơi với đội team của mình nhá. Đi được một hồi anh em mình bây giờ cũng đã đến nơi để anh em mình nấu ăn. Nằm nằm phía phôm này ra khao nên quốc có sản hơn rồi đấy. Lên đi, lên có sản thì lên đi. Quyết định đây, nhóm ở đâu đây? Lăn lọ. Tem của mình hôm nay rất là đầy đủ nha. Mỗi tội là thiếu bác Hội thôi. Thiếu bác Hội hôm nay bác Hội là có lý do chính đáng. Ai đi đâu hết, đi lấy quý cho về à? Nó bên lối đó. Xăng máy. Các bạn ơi, đây là cây sổ nhá. Cây sổ tí mình sẽ lấy nấu canh. Sổ nấu canh cá thì đặc sản Tây Bắc rồi các bạn ạ. Đấy, anh em mình sẽ đốt lửa để nấu ăn tại đây. Lửa đã nổi lên nha các bạn ơi, nổi lửa lên em. Anh em mình tí phải nướng cá ở đây, nướng gà ở đây nha các bạn. Hôm nay tem của mình thì đúng là đầy đủ hết. Đấy, cá mới lên, cá gạch nồi cá to rồi.
cá bò nha các bạn ơi. Mình chuẩn bị nướng cá bò cá bè nhá. Đấy, bây giờ mình đang nướng xúc xích với lại gà. Đi ra ngoài thì chỉ có rau rừng thôi các bạn ơi. Đấy, rau rừng. Món này là không thể thiếu rồi. Nón chuối. Chị em nhà mình đang mổ cá để nướng các bạn. Đấy. Cá trước khi nướng thì mình ướp đủ gia vị nhé các bạn. Mối mì, hạt tiêu, mắc khén với lại ớt bột. Ớt bột là không thể thiếu nha các bạn. Ôi. Quá ngon luôn. Cho vào kẹp nướng luôn nhé các bạn ơi. Cho con to ấy à? Cho con to ở dưới em. Con nướng à? Hay con bé nướng? Nướng hết mà. Nó canh nữa mà. Quá ngon luôn. Cá nướng thì còn gì bằng. Để nấu canh chua nữa nha các bạn ơi. Cá mình để nấu canh chua nữa. Nấu canh chua quả sổ. Cá này làm ngon thế nhỉ. Không, thế thôi, là tủ làm số là mì mép xin. Mình bảo chỉ trò đét nưng. Chín rồi. Chỉ một đét cái này. Đây, dũng, dũng thật là đây này. Ôi, khí cầu bên mức, chỗ này để nà, bác hao đấy. Đây là lá chua vôi nhá, để mình canh với cá nhá. Tiếng Thái là lá sủng phon nhá các bạn. Cá nướng kiểu Tây Bắc. Thơm ngon quá tuyệt đời, tuyệt vời. Đấy, thợ bắt cá lại phải nướng cá. Đây hai thợ này là bắt cá. Đấy, anh mặc áo xanh với cái chú mà đội mũ cối đấy. Canh cá. Đấy, lá chua canh cá. Không phải canh cá đâu, cá canh đấy. Cá canh hay còn gọi là canh cá luôn. Rất nhiều món nha các bạn ơi. Thanh Hóa từ mình về đi lên 5 triệu đi về còn cái mịt. Các món bây giờ chín hết rồi. Chỉ chờ món canh cá là anh em mình chén. Anh em mình bây giờ chỉ chờ canh cá thôi. Chén rượu quá là thú vị nhá. Đấy, chén rượu bằng cây nứa. Đây. Mời cả nhá. Gia đình của mình rất là vui nhá. Mì bát thang này, tôi hai cái thang này. Món ăn mặn quảng, tôi hai cái view bằng ăn kìa. Nhà có không ăn toàn bồ nhà. Bồ nhà lấy ra suối đi thôi.
ăn thế này mới ngon các bạn ạ. Mì tôm ngay đây mà đồ cố làm gì có như kiểu này của bác không có tiền mấy thì luôn luôn kín bên này sớm rồi ăn rồi ăn nó từng hết rồi sao đâu nó ba hòm nó bắn ăn đây cái này rửa rồi cái này rửa nắp kín nó mời các bạn nhé. Rất là ngon. Đấy, nhiều món ngon lắm các bạn ạ. Cả nhà mình bây giờ uống cũng no đủ rồi các bạn ơi. Nếu các bạn yêu mến kênh của mình, để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.